khuẩn đường ruột đúng không ạ? Ba ống nước muối này, ra cấy này, đèn cồn cũng như kính này, cái này là để lát nữa làm kháng sinh rồi sau đó ạ. Thì sẽ có một ống của được chọn đi đâu mất rồi. Su su luôn. Bảy cái đèn cồn. Không, cái này không cần quay. Thử cái này nữa không đi. Vẫn giơ thử máy. Test thử. Xem bao giờ. Đủ dung lắm. Nếu quay thử thì đủ hết đâu. Ví dụ như cái vi khuẩn của nó rất ít đúng không ạ? Ví dụ như những cái chủng của phế cầu hoặc là những cái con vi khuẩn nó rất nhỏ thì các bạn không thể làm một pha được 4,5 đục đến 0,5 mắc pha lăng được, thì những cái trường hợp đấy các bạn hoàn toàn có thể hạ xuống đến tối thiểu là 1 ml đúng không ạ nhé, chứ không bắt buộc là ống số 1 nó phải là 4,5 để cho các bạn dễ nhớ thôi. Bây giờ thì ghi thì ống số 1 là 1 đến 4,5 hoặc là 1 đến hơn đúng không ạ, thì các bạn sẽ không nhớ được. Nhất là 1 đúng không ạ, với những cái trường hợp mà khối nào nó rất là nhỏ thì các bạn sẽ linh động đúng không ạ. Đấy còn là riêng rẽ nhỉ, các bạn sẽ điền vào trong cái này y như các bạn cấy môi trường học bình thường. Thôi lát cô chị em xin một cái ống không không này, cái ống có đang cầm để nhìn tất nhiên không cho. Để còn lý do chứ. Em chào thầy. Chào. Như mũ đâu, đi học dài đâu. À. Em thầy, lát nữa lại tiếp tục chơi rồi. Thế là sao cho các bạn đi cầm ra ngoài ạ? Sách vở à, hay là xếp cuộn lên trên cửa? Là các bạn xếp cuộn lên trên đỉnh nhất. Xếp chồng. Chồng nút bông. Hài luôn đấy. Các bạn nút bông vừa lỏng xong rồi đến lúc thì cố cũng không thể nào nhét được cái bông này vào đây đấy. Bị ấn nhau cái kiểu này. May mà cậu vứt dày đấy. Nào, các bạn đã hòa được vi khuẩn rồi. Các bạn lắc lên. Đúng không ạ? Có cái trò đây nó tự lắp được không? Ừ, đây nó có cái chế độ cài của quả tay đem này. Rồi, nó có cái cài đó. Ừ, vừa lấy cô tắt này nhưng đặt đặt vào nó lại quay đúng không? Chế độ đặt vào rồi mới quay.
Cái như ngọ anh nhỉ? Cái này kiểu như nó cũng bị kết tiết rồi đấy. Cái cá hung ngọ nhúng ấy, nó không ra. Cái hầu hồng đó. Nó có dây, nó dài. Dài. Ghiền mãi, không quên. Hôm đấy ai làm cùng mình ấy nhỉ? Ai biết. Ai nuốt cái này nuốt đi. Được chưa? Một người nào nó lút tôi cái lúc không chứ. Xoáy vào thôi chứ đừng đợi vào nó lúc đấy là nó không có quân đâu. Nó không xoáy được vào nhưng mà có đâu cũng. Thầy đấy là thầy nào? Làm biết. Chỉ biết là thầy thôi. Thầy biết thầy hiệu phó à? Thầy biết thầy nói hay nhiều nhiều thôi, quên mất tiền. Thầy Cánh không? Thầy Chính. Thầy Thánh thì cũng nói. Chính nào đấy? Thầy Thánh. Bị trường mình mấy hiệu phó hả cô? Hai. Hỏi mấy đội trưởng luôn. Không muốn hiệu trưởng. Các bạn sẽ so được. Một cái là nó có màu hồng đấy nhá. Còn được một rồi. Cái là nó đi. Thực ra cái so độ đục này các bạn làm tốt nhất là khi các bạn có một cái giấy mà nó màu trắng xong rồi nó có những cái dòng kẻ màu đen. Các bạn so những cái giấy có dòng kẻ như thế các bạn nhìn thấy nó. Tức là cái độ đục nó tương tự nhau hay không là nhìn rõ nhất nhá. Chợ. Được rồi em ạ, chỉ có một bên nó màu hồng thì pha một cái màu hồng thôi. Chợ. Nhá. Khi mà các bạn so với ống, tôi ví dụ là ống độ đục chuẩn 0.5 mà nó đạt được độ đục rồi, tức là các bạn đã pha ống 1 xong. Chợ. Sau khi mà các bạn pha ống 1 xong thì việc tiếp theo sẽ là gì? Lấy 0.5 lấy 0.5ml từ ống 1 mình sẽ nhỏ sang ống thứ 2 cho mình lắp đều lên, đúng không ạ? Đúng quy trình là các bạn sẽ phải lấy pipette vô khuẩn, tức là những cái pipette mà nó có chia vạch 0.5ml, sau đó là các bạn sẽ dùng cái đấy để các bạn hút 0.5ml từ ống 1 sang ống 2 nhé. Tuy nhiên là hiện tại thì chưa có cái pipette đấy hấp, tức là mình có nhiều cái pipette đấy nhưng mà chưa đem đi hấp, nên là tạm thời dùng rồi, nhậu rồi. Thế lúc đi thi mình lấy cái gì hả cô? Đi thi bắt đầu từ ống số 3. Thế nên tôi có bắt các bạn nhớ cái này đâu? Cái này cũng chưa có bài nào. Chưa. Đi là từ ống số 3 mà. Chẳng là đi thi cũng dùng cái chất này luôn à? Đã bảo đi thi từ ống số 3. Từ ống số 3 không phải dùng 1, 2. Đã gần thế mà không nhớ thấy à? Nhâm. Quen từng phải hút từ ống số 2 sang ống 3 thì sao? Cái này hấp cái này. Chịu. Tôi không rút được bông đi. 10 rồi. 0.5ml mà. Hà test máy đâu nhỉ? Cái ống quần đâu nhỉ? Các bạn thỏa mãn luôn chứ. Cô ơi, cô cho em xin số cô Huyền nhé. Cô Huyền á? Cô Thảo bảo là cô Huyền ký à? Dạ vâng. Thế thì không có số, xuống hỏi Thế Tuyến. Anh đi hát phòng. Thế Tuyến đang ở bên ấy mà, Thế Tuyến đang ở dưới phòng thực hành huyết đấy. Còn đâu là cô Huyền thì đang ở bên khu A mà. Sao à, khu B. Sao cô Thảo bảo cô Huyền ở bên khu A thực hành? Khu B, cô Huyền đang lộp đơn rồi. Chào cô ạ. Cô Huyền, đúng không ạ? Tiệc, để lắc vào đây. Không chưa lút được lại. Chưa lát coi lại cho ông ba. Không. Không. Để xong rồi ông ba. Ông ba. Như đờ. Bước tiếp theo của mình là ống số 2 mình đã lắp đều rồi. 10 mũ mấy đi ạ? 10 mũ 7. Mình sẽ lấy từ ống số 2. Đâu rồi? Mình nhỏ sang ống số 3. Cắt vào đây cho con. Chị ơi. Chị có được thầy này vào đây không? Thầy có chỉ đạo phải làm gì không? Của. Thầy bắt làm gì? Thầy chỉ đạo là lớp chị có một đứa không đội ngũ. Cái gì?
chưa thôi. Bạn thế à? Bạn nào không đội mũ? Bạn lớp trưởng. Giỏi thật. Quên mũ từ sáng mà. Em bị... Ừ, chính mà là cái chê này này. Thì là sao cho chúng nó xếp nên ngọn như lắp đầu của mình. Thế em lại còn cãi là lúc nào cũng kể thế. Điên hả? Câu cứng. Ông số 3. Nếu anh lúc nào không để thế thì thầy sẽ chửi lên chỗ chị Thảo. Không, nhưng mà với cái anh kia không phải thầy. Điên à, cái ông ấy còn nguy hiểm hơn cả thầy Thảo. Chung mà mọi người nói chuyện. Chung... 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 Thầy Chung của mọi người vẫn nói chuyện á. Thế à? Cô sợ chưa? Đấy. Thế em vừa mới cãi anh nhém không? Không nhém không?